Kính thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản và chính quyền Okinawa tranh cãi về các căn cứ của Hoa Kỳ, tương tự Nago, Nhật Bản. Sự bất đồng giữa chính quyền trung ương của Nhật Bản và chính quyền đảo Okinawa, nơi đóng quân của phần lớn quân Hoa Kỳ và tại Nhật Bản, trở nên căng thẳng hơn vào ngày hôm nay sau khi chính phủ trung ương bác bỏ lệnh của thống đốc của các hòn đảo đình chỉ một công việc khảo sát khu vực duyên hải vắng người thuộc thị trấn Nago ở phía đông Okinawa, nơi thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có kế hoạch sẽ dời căn cứ đến. Hàng ngày, những người biểu tình đã tụ tập trước trại SWAT đụng độ với cảnh sát trong khi sự nóng nảy càng gia tăng ở cả hai phía. Chính phủ và Thủ tướng Shinzo Abe và chính quyền tỉnh Okinawa đã có những bất đồng từ khi ông Takeshi Onaga được bầu làm thống đốc vào tháng 11 và các ứng cử viên của các đảng cầm quyền bị đánh bại trong một cuộc tổng tuyển cử tháng 12. Ông Onaga đã ra lệnh cho các quan chức Bộ Quốc phòng địa phương ngưng công việc khảo sát dưới nước mà chính quyền tỉnh lo sợ là làm tổn hại đến các rạn san hô. Tuy nhiên, chính quyền trung ương lại bác bỏ lệnh này, làm cho vị thống đốc phải suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình. Ông đã nói với các phóng viên tại nhà thủ phủ của đảo Okinawa vào ngày hôm nay rằng ông sẽ xem xét và điều tra điều này một cách cẩn thận và sẽ có một cuộc họp báo. Ông Onaga đã đe dọa sẽ hủy bỏ các hoạt động khoan và được chấp thuận bởi người tiền nhiệm của mình trong tháng 12 năm 2012. Sự chậm rãi của kế hoạch di chuyển các căn cứ Futenma đến một khu vực ít dân cư ở miền bắc Okinawa có thể gây nhức đầu cho ông Abe trước chuyến thăm Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 4. Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc di chuyển căn cứ của Hoa Kỳ là rất cần thiết trong nhiều khía cạnh. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đã nói tại một cuộc họp báo rằng một sân bay rất nguy hiểm đã được phép tồn tại trong suốt 16 năm qua. Tình trạng này cần phải được ngăn chặn càng sớm càng tốt. Và chính sách an ninh quốc gia cần phải được xem xét và liên minh Mỹ-Nhật Bản cần được duy trì. Một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Barack Obama được dự kiến sẽ nhấn mạnh chấp thuận của Washington đối với các chính sách an ninh mạnh mẽ hơn của ông Abe trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Vào năm 1996, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý đóng căn cứ không quân Futenma của thủy quân lục chiến nằm trong một khu vực đông dân cư của hòn đảo này. Nhưng kế hoạch di chuyển căn cứ đã bị đình trệ vì sự phản đối của người dân, vì nhiều người cho rằng sự hiện diện của các căn cứ Hoa Kỳ gây ra tiếng ồn, ô nhiễm và tội phạm, và nhiều người phẫn nộ vì cho rằng việc Mỹ đóng căn cứ ở Nhật Bản là một gánh nặng không công bằng trong liên minh an ninh Mỹ-Nhật. Chủ quyền của Okinawa đã chỉ được trả lại cho Nhật Bản 27 năm sau thất bại của Tokyo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và có đến gần 75% của sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Nhật Bản, chiếm 18% diện tích đất của hòn đảo này.